Sáu căn đối với cảnh giới sáu trần thường khởi tâm đồng niệm. Ăn món gì thường coi trọng đến mùi vị, đến dinh dưỡng của nó. Mặc đồ thì ưa chuộng đến chất liệu. Rất nhiều người thời nay đều chú trọng hàng hiệu, đây đều là tạo nghiệp. Vì bản thân mình tạo nghiệp còn tương đối nhẹ một chút, nhưng nếu tổn thương đến người khác thế thì nghiệp tạo sẽ nặng. Vong linh của Cao Sử Trường hôm nay đã ở đây, hiện vẫn chưa rời khỏi. Ông ấy có báo cho tôi một tin, là do phụ thể tiết lộ. Con gái thời nay ra bên ngoài ăn mặc rất hở hang, làm thế sẽ dẫn khởi tà tâm của người khác, quả báo đều là đọa vào địa ngục. Đây là ác nghiệp. Bạn nói tôi đâu có làm chuyện xấu gì đâu, bạn ăn mặc hở hang chính là chuyện xấu rồi đó, chỉ là bản thân bạn không biết. Mai này đọa vào địa ngục, có hối hận thì đã muộn màng, đến lúc đó coi như chảy rồi, không kịp nữa. Chúng ta có thể khuyên họ không? Không khuyên được, khuyên người ta sẽ oán hận. Họ sẽ bảo chúng ta là lớp người già cổ hủ, không theo kịp thời đại. Đây là cái thời đại nào rồi? Là thời đại của địa ngục. Đích thực chúng ta không theo kịp thật. Cho nên phong cách ăn mặc của phụ nữ ngày nay thì cách ăn mặc của nữ tu sĩ của đạo Kitô và đạo Cơ Đốc cùng với cách ăn mặc của phụ nữ đạo Hồi là đẹp nhất. Họ che kín hết từ đầu đến chân. Đó mới là chính xác, là tốt. Chúng ta đi trên đường nhìn thấy phụ nữ bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao, hết cách rồi. Từ trên nhân mà nhìn thấy quả báo, từ trên quả liền nghĩ đến nhân hành, nghiệp nhân quả báo không mảy may sai chạy. Sáu căn đối với cảnh giới sáu trần thường khởi tâm đồng niệm. Ăn món gì thường coi trọng đến mùi vị, đến dinh dưỡng của nó. Mặc đồ thì ưa chuộng đến chất liệu. Rất nhiều người thời nay đều chú trọng hàng hiệu, đây đều là tạo nghiệp. Vì bản thân mình tạo nghiệp còn tương đối nhẹ một chút, nhưng nếu tổn thương đến người khác thế thì nghiệp tạo sẽ nặng. Vong linh của Cao Sử Trường hôm nay đã ở đây, hiện vẫn chưa rời khỏi. Ông ấy có báo cho tôi một tin, là do phụ thể tiết lộ. Con gái thời nay ra bên ngoài ăn mặc rất hở hang, làm thế sẽ dẫn khởi tà tâm của người khác, quả báo đều là đọa vào địa ngục. Đây là ác nghiệp.
Bạn nói tôi đâu có làm chuyện xấu gì đâu. Bạn ăn mặc hở hang chính là chuyện xấu rồi đó. Chỉ là bản thân bạn không biết. Mai này đọa vào địa ngục, có hối hận thì đã muộn màng. Đến lúc đó coi như chảy rồi, không kịp nữa. Chúng ta có thể khuyên họ không? Không khuyên được, khuyên người ta sẽ oán hận. Họ sẽ bảo chúng ta là lớp người già cổ hủ, không theo kịp thời đại. Đây là cái thời đại nào rồi? Là thời đại của địa ngục. Đích thực chúng ta không theo kịp thật. Cho nên phong cách ăn mặc của phụ nữ ngày nay thì cách ăn mặc của nữ tu sĩ của đạo Kitô và đạo Cơ Đốc cùng với cách ăn mặc của phụ nữ đạo Hồi là đẹp nhất. Họ che kín hết từ đầu đến chân. Đó mới là chính xác, là tốt. Chúng ta đi trên đường, nhìn thấy phụ nữ bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao, hết cách rồi. Từ trên nhân mà nhìn thấy quả báo. Từ trên quả liền nghĩ đến nhân hành. Nghiệp nhân quả báo không mảy may sai chạy. Sáu căn đối với cảnh giới sáu trần thường khởi tâm đồng niệm. Ăn món gì thường coi trọng đến mùi vị, đến dinh dưỡng của nó. Mặc đồ thì ưa chuộng đến chất liệu. Rất nhiều người thời nay đều chú trọng hàng hiệu. Đây đều là tạo nghiệp. Vì bản thân mình tạo nghiệp còn tương đối nhẹ một chút, nhưng nếu tổn thương đến người khác thế thì nghiệp tạo sẽ nặng. Vong linh của Cao Sử Trường hôm nay đã ở đây, hiện vẫn chưa rời khỏi. Ông ấy có báo cho tôi một tin, là do phụ thể tiết lộ. Con gái thời nay ra bên ngoài ăn mặc rất hở hang, làm thế sẽ dẫn khởi tà tâm của người khác, quả báo đều là đọa vào địa ngục. Đây là ác nghiệp. Bạn nói tôi đâu có làm chuyện xấu gì đâu. Bạn ăn mặc hở hang chính là chuyện xấu rồi đó. Chỉ là bản thân bạn không biết. Mai này đọa vào địa ngục, có hối hận thì đã muộn màng. Đến lúc đó coi như chảy rồi, không kịp nữa. Chúng ta có thể khuyên họ không? Không khuyên được, khuyên người ta sẽ oán hận. Họ sẽ bảo chúng ta là lớp người già cổ hủ, không theo kịp thời đại. Đây là cái thời đại nào rồi? Là thời đại của địa ngục. Đích thực chúng ta không theo kịp thật. Cho nên phong cách ăn mặc của phụ nữ ngày nay thì cách ăn mặc của nữ tu sĩ của đạo Kitô và đạo Cơ Đốc cùng với cách ăn mặc của phụ nữ đạo Hồi là đẹp nhất. Họ che kín hết từ đầu đến chân. Đó mới là chính xác, là tốt. Chúng ta đi trên đường, nhìn thấy phụ nữ bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao, hết cách rồi. Từ trên nhân mà nhìn thấy quả báo.
Từ trên quả liền nghĩ đến nhân hành, nghiệp nhân quả báo không mảy may sai chạy.